Dán, dán. Biến, biến, biến. Đi ra kia, đi ra kia. Zero! Không phải em. Tại con dán. Con dán. Con dán. Nhưng mà tất cả tội lỗi này tại con dán thì xã hội này cần gì công lý nữa? Không thể chịu nổi mà. Trừ lương. Trừ lương. Trừ lương. Chị đừng trừ lương của em. Chị mà trừ lương của em, em còn gì lương để nhận nữa? Hả? Em còn lương để nhận hả? Còn chứ. Thứ năm tuần trước em làm bể nguyên một chồng xuống dĩa. Chủ nhật vừa rồi em làm gãy cái chân ghế. Tiếp, tiếp, tiếp. Ha, tuần kia em làm hư cái lò nướng bánh của chị. Cháy cả lò bánh rồi, cháy hết rồi, cháy hết rồi. Chưa hết. Đây, tặng cho em. Cái gì vậy? Cộng với những lỗi lớn nhỏ, đi làm trễ, ngủ gục, ăn vụng ngoài. Trời ơi, mấy buổi mà em cũng làm được nữa. Zero ơi, em còn muốn nhận lương nữa hả? Em còn muốn nhận lương chứ. Nè mấy nhóc, anh là một kẻ xấu xa, được núp dưới bóng của một tên nhân viên phục vụ, dễ thương, hiền lành, ngây thơ, vô số tội. Ngày hôm nay anh sẽ phải vung lên vì chị chủ quán quá hắc ám. Nhưng mà anh cấm mấy nhóc tiết lộ cho các nhân vật trong phim biết. Nếu không, anh sẽ đến và gõ cửa từ nhà mấy nhóc đó. Nhưng mà bây giờ mình phải làm gì cho bỏ tức đây ta? Alo. À, một xíu nữa tụi em qua hả? Rồi, chị sẽ làm một mẻ bánh ngon ơi là ngon cho tụi em nha. Rồi rồi rồi. Zero. Dạ. Sao còn ngồi đó chơi? Không dọn dẹp mấy cái này đi. À, dạ dạ, em dọn ngay đây. Một xíu nữa mấy đứa nhỏ với lại cá qua đó. Dạ em biết rồi. Chị đi giao bánh. Dạ. Xíu nữa chị về. Dạ vâng ạ. Tức ạ. À, mình biết rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cách để phá hoại mẻ bánh của chị Nhàn.